Ok, xin chào toàn thể quý anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ thay một cái chai nhớt Super One Thái Lan này, chai nhớt nhập khẩu Thái Lan này vào xe của mình nha. Thì xe mình là xe Future 125, đời này là đời 204 hay đến 206 ha. Đó, thì anh em mà chúng ta muốn thay thì cũng đều có thể thay được các dòng xe số, anh em thay được hết ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay cái nhớt này vô xe của mình để coi là nó chạy nó có ngon không. Bây giờ xe mình nó cũng đã tới cái kỳ thay nhớt rồi ha. Thậm chí là mình chạy lố rồi thì mình sẽ thay cho nó, tại vì xe này nó cũng là xe cày của mình ha. Bây giờ mình sẽ thay cho nó. Thì một chai nhớt Super One này, nhớt nhập khẩu Thái Lan này, giá của nó sẽ là 140.000 một chai. Thì nếu anh em mua ở đây thì nó sẽ rẻ là 140.000, còn nếu anh em mua ở các cái đại lý nhớt Thái Lan thì giá là nó có thể lên tới 180 thậm chí là 200.000 một chai. Thì nó chuẩn, bên mình cam kết cho anh em là đúng hàng chính hãng Thái nha. Thì đây, chai nhớt này nó có luôn cái chữ Made in Thái Lan này, và tất cả chữ trên này đều là tiếng Anh hết nha, không có tiếng Việt đâu. Anh em sẽ không tìm thấy được bất kỳ cái chữ tiếng Việt ở trên này hết, vì nó là nhớt nhập khẩu ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay nhớt cũ ra và mình đổ nhớt mới vào ha. Rồi anh em ơi, thì mình thay nhớt cũ rồi ha. Thì thấy cái nhớt cũ nó đen lắm này. Đây, em có thể thấy cái nhớt cũ nó rất là đen luôn này. Đó, thì giờ mình sẽ tiến hành mình bỏ cái nhớt cũ này ra, mình đóng nắp của ốc nhớt lại, xong mình thay nhớt mới anh em ha, để cho nó ngon, chứ cái nhớt này là nó quá đen rồi khi nó còn bị thiếu nữa. Tại vì anh em, những cái xe cũ như xe này này là nó lâu năm là nó bị xì nhớt ha, nó tự nhiên nó rỉ nhớt ra trong cái lốc máy rồi. Đó, thì giờ mình sẽ tiến hành mình gọn ốc lại và mình thay nhớt mới anh em ha. Rồi ok anh em, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình mở cái nắp nhớt ra nha. Mở cái ti thông nhớt ra. Đó. Cái này thì anh em nên để ngang như vậy ha. Vì anh em để dọc thì nó rất là dễ bị hư cái nắp nhớt. Anh em cứ để ngang, vặn cỡ nào vặn cũng hư và nó nhanh, rất là dễ ra. Ti thông nhớt zin, chỗ này nó cái đầu có chữ R5 nha anh em. Cái ti thông nhớt thì mình hạn chế, mình cũng đừng để nó dính dính cái ái vô nha. Đây, bây giờ mình sẽ mở cái chai nhớt PCB Super One bên mình ra. Nhớt này là 1540 nha. Thông số rất là xịn luôn. Thông số 1540 1540 này là ở Việt Nam mình bán rất là đắt tiền nha. Đây. Khi anh em mở nắp ra nó sẽ có một cái phần nó chặn ở trên này. Logo PCB ha. Cái này nó nhớt Thái nha anh em nhá. Rất là ngon. Mình sẽ mở ra mình cho nó coi cái màu nhớt luôn. Cái màu nhớt này. Cái nhớt khi anh em trước khi đổ anh em cứ lắc đều lên cho mình ha. Đổ để những cái dung phôi này kia của nó rồi ta cái chế biến ở phía dưới để làm mát máy hay là nó được trộn đều lên, anh em cứ lắc lên như vậy cho mình. Sẽ cho anh em coi cái màu nhớt nha. À, nhớt này là dạng nhớt vàng nha anh em. Đây là dạng nhớt vàng nha. À, nhớt vàng ha. Nhớt này thì mình thấy cái độ đặc của nó là không quá đặc nha anh em nha. Không quá lỏng, không quá đặc. Ok. Như này được. Mình sẽ đổ vô mình nổ máy anh em nghe được. Chạy phát là biết nó êm hay không liền anh em ơi. Nếu mà anh em nào chúng ta chơi nhớt Việt Nam quen rồi, nếu anh em đổ nhớt Thái này vô anh em chạy nó bị nghiền. Nó sẽ rất là ngon. Máy rất là êm ha. Rồi mình đổ vô nha. Rồi. Này mình đổ xe nhà mình cho nên không dùng phễu ha, lười. Nó hơi chạy ra ngoài chút xíu nhưng không có đáng kể ha. Rồi ok. Mình sẽ nổ máy thử cho anh em ha. Cái này thì nói chung là xe này thì nó cũng hơi cũ rồi. Nên mình nổ máy không biết nó êm hay không liền à.
nhớt này nếu mà heo mà mình lên ga thì cái đặc tính của cái nhớt này là nó khá là nhẹ ha, có nghĩa là cái dòng nhớt của nó khá là lăn thì nó sẽ không có bị ì máy đó. Thì mình sẽ trải nghiệm, mình chạy thử anh em ha, mình sẽ cho anh em cái cảm nhận của mình như thế nào. Ok ha. Rồi ok, thì nãy giờ mình đã chạy thử một vòng cho anh em rồi thì cảm nhận của mình là cái nhớt này là nó rất là nhanh, cái dòng nhớt của nó rất là mượt và chạy nó rất là êm. Đấy. Còn nói vào cái độ mát thì nãy giờ chạy mình đụng vô cái lốc là mình chả thấy nó nóng tí nào hết thì là cũng được. Còn nếu mà nói về chạy đường xa thì có lẽ mình phải chạy khoảng Sài Gòn Đà Lạt hay là Sài Gòn Đồng Nai thì mình mới biết được. Nhưng mà cái nhớt này anh em đổ vô thì chạy trước tiên là nó sẽ rất êm, và những anh em mà chở đồ nặng này kia thì nhớt này nó rất nhẹ, rất là bốc ha. Đó, thì một cái dòng nhớt mà nếu mà anh em chúng ta muốn mua nhớt mình nhập Thái như vậy thì có thể mình quan tâm cái loại nhớt này ha, DCP Thái Lan rất là ngon, công nhận. Và cái màu nhớt nó cũng rất là đẹp ha, cái màu nhớt vàng nâu nó rất là đẹp. Đó. Thì mình sẽ chạy thêm một thời gian nữa rồi cái gì mình sẽ review lại cho anh em thêm. Thì anh em là muốn mua có thể liên hệ với shop mình nha, số điện thoại 0915 434 973. Ít nhất anh em mua chai nhớt này anh em sẽ không bao giờ gặp phải hàng nhái ha, bên mình cam kết chính hãng cho anh em luôn, cho nên anh em cứ yên tâm. Rồi ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều ha, hẹn anh em vào những video tiếp theo. Anh em nào có nhu cầu mua nhớt BCP Thái Lan Super One có thể liên hệ với mình, nhớt là nhập khẩu Thái Lan 100% nha. Đó, cho nên là trong hộp nó sẽ không có tiếng Việt đâu. Và cái chai này thì bao anh em luôn, rất là khó kiếm ở trên thị trường nha, vì cái thương hiệu BCP là một thương hiệu của Thái Lan nội địa ha. Ok, cảm ơn quý anh em ha, hẹn anh em vào những video tiếp theo.